chủ cần bán đất ruộng kênh Võ Văn Kiệt, kênh T5 thuộc Vĩnh Thành 3, Vĩnh Phước, Tri Tôn An Giang, mặt tiền lớn giáp kênh 110m, gồm 3 lô, 1 lô 30 công tầm cắt, tổng cộng 83.875 công tầm điện. Sau 2 lô giáp kênh T5, diện tích 54.950m², ngang 110m, dài 500m, hậu mương 500, hướng đông nam giáp kênh T5, mặt kênh 25m, đổ đá bi chuẩn bị lên lộ nông thôn. Sau 1 lô giáp kênh Nam Vĩnh Tế Chính, diện tích 28.925m², ngang 58m, dài 500m, hậu mương 500, hướng tây bắc giáp kênh Nam Vĩnh Tế Chính, mặt kênh 2m, vị trí Vĩnh Phước, Tri Tôn, An Giang. Loại đất trồng lúa, 2 lô mặt kênh T5 đã lên nếp vườn, 1 lô trồng lúa kênh Nam Vĩnh Tế Chính. Pháp lý, nguồn gốc sở hữu tài sản riêng vợ chồng, không tranh chấp với tứ cận và gia đình, dễ chuyển nhượng, có sự thống nhất tự nguyện bán. Tiện ích, cộng 2 mặt tiền lớn đến 110m, 54m giáp kênh nông thôn 25m, phương tiện xe ô tô, công nông thuận lợi lưu thông. Cộng vị trí đắc địa của vùng đồng bằng sông Cửu Long, do thừa hưởng nguồn nước ngọt từ kênh Vĩnh Tế, kênh thủy lợi lớn giao thương vận chuyển hàng hóa tấp nập qua các tỉnh đường thủy và đường bộ. Đây là tuyến giáp Kiên Giang, cộng kế hoạch phát triển dùng nguyên liệu có năng suất chất lượng cao, phát triển đồng bộ trên diện rộng. Truyền hình Tru Miêu là một điểm sáng ảnh hưởng liên vùng, vì vậy đã khai thông nhiều con đường lớn có tính chiến lược, cầu Vĩnh Thành 3 giờ khánh thành đưa vào hoạt động. Cộng cách QLN1, cầu T5, 9km, cách cầu lò gạch đi QLN2, Lương An Trà, trung tâm thị trấn Tri Tôn 7km, cách T4, truyền hình Miêu 5km. Tiềm năng phát triển, chính sách thu hút kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vì vậy từ nhiều nơi như Cần Thơ, Đồng Tháp, Sài Gòn, Long Xuyên đã đến đây tranh thủ tìm những vị trí tốt, giá đất theo đó cũng tăng theo. Cách đây 6 tháng lúc đường xá còn eo hẹp thì giá dao động từ 55TR đến 85TR, đến nay thì 85TR đến 100TR. Cộng đất mất bằng phẳng, đường nước ngọt lưu thông tốt, đất dương dứt, không tranh chấp, trồng lúa tốt, năng suất cao. Chính sách hỗ trợ, cộng tiếp nhận thông tin pháp lý, dịch vụ công chứng, ký một cửa, nộp thuế, đo đạc, cộng tư vấn về tình hình, thông tin về địa phương, các chỉ số yếu tố quyết định về đầu tư ngắn và dài hạn, cộng hỗ trợ vay ngân hàng uy tín, lãi suất cạnh tranh. Hãy liên hệ với Thanh Hùng để được tư vấn và hỗ trợ theo số điện thoại 0939 756 699.